Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chúng ta đã phải chứng kiến một số vụ án oan vô cùng nghiêm trọng. Không những để lại nỗi đau và làm thay đổi số phận cho cả một đời người, cụ thể ở đây là những người bị kết án oan, mà còn là sự dây dứt với người nhà của họ. Vừa qua, thì ở vụ việc về cụ ông Huỳnh Chiếm Phái sinh năm 1931 ở tỉnh Khánh Hòa, nhận án oan suốt 43 năm vì tình nghi bắn chết chủ tịch xã, đã được Viện Kiểm sát Nhân dân bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng, lại tiếp tục gây xôn xao trong dư luận. Án oan xảy ra vào năm 1981 nhưng mãi đến tháng 8 năm 2019 thì Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mới xin lỗi công khai cụ ông Phái khi cụ ông đã mất gần 4 năm trước. Theo luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cụ ông Huỳnh Chiếm Hoạch là con trai của cụ ông Huỳnh Chiếm Phái, số tiền 1,6 tỷ đồng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa bồi thường cho 8 người đồng thừa kế hàng thứ nhất của cụ ông Huỳnh Chiếm Phái. Theo hồ sơ vụ án thì 43 năm trước, ông Huỳnh Chiếm Phái là đội trưởng thuộc đội sản xuất thuộc xã Ninh Giang, nay là phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa. Ngày 18 tháng 10 năm 1981 sau khi họp ở nhà ông Phái, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Giang trên đường về nhà thì bị bắn tử vong. Tiếp nhận được thông tin, Công an tỉnh Phú Khánh nay là tỉnh Khánh Hòa đã lập tức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Chiếm Phái và ông Trần B sinh năm 1957, người cùng xã Ninh Giang về tội giết người vì liên quan đến vụ án. Trải qua 13 tháng tù trong trại giam đến ngày 2 tháng 2 năm 1983, ông Phái đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra lệnh tạm tha với lý do xét thấy ông tuổi đã già sức khỏe bị sụt kém nên không cần thiết phải giam giữ tiếp. Ngày 25 tháng 9 năm 1984, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Khánh đã có quyết định đình chỉ điều tra tội giết người đối với ông Huỳnh Chiếm Phái và ông Trần Bê vì không đủ căn cứ buộc tội. Từ lúc bị khởi tố đến lúc được minh oan thì ông Huỳnh Chiếm Phái liên tục kêu oan, yêu cầu trả lại danh dự nhưng không cơ quan tố tụng nào giải quyết. Thời gian trước khi mất vì bệnh nặng vào năm 2015, Ông Phái đã ủy quyền cho con trai là ông Huỳnh Chiếm Hoạch gửi đơn yêu cầu bồi thường oan sai, nhưng cũng không có cơ quan nào đứng ra giải quyết. Ông Hoạch chia sẻ ngày cha của ông bị bắt giam với cáo buộc ám sát chủ tịch xã, cả gia đình ông luôn phải sống trong tuổi nhục. Khi đó ông 17 tuổi, chuẩn bị thi đại học và người em gái phải bỏ học giữa chừng Các anh chị của ông thì bị cho thôi việc, cuộc sống gia đình lầm vào cảnh khó khăn. Ông Hoạch cho biết thêm là từ lúc cha ông được tha về, sức khỏe giảm sút nặng nề, chân tay bị liệt, mắt mờ, tai điếc, cộng thêm bị uất ức vì bị oan nên tinh thần càng không ổn định. Đôi lúc bố ông lại la hét gào khóc và gặp ác mộng nên gia đình phải đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị. Thậm chí cụ ông phái còn thương trực ý định tự tử, nhưng may mắn là gia đình luôn phát hiện kịp thời. Từ lúc cụ ông phái lâm bệnh nặng, người nhà luôn luôn phải thức trực để chăm sóc cho cụ. Thời điểm đó, gia đình cụ ông Phái có đơn gửi yêu cầu bồi thường số tiền hơn 1,5 tỷ đồng tổn thất về sức khỏe, chi phí chăm sóc cho cụ ông Phái từ khi được tha tù đến khi mất. Nhưng tòa cho rằng không có tài liệu chứng cứ nào chứng minh ông Phái bị xâm phạm về sức khỏe dẫn đến mất khả năng lao động. Để đòi lại công bằng vào năm 2009, thì ông Hoạch đã khởi kiện ra Tòa Nhân dân Thị xã Ninh Hòa để yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh bồi thường. Nhưng tòa phản hồi để Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giải quyết hành chính. Tuy nhiên viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa không thực hiện vụ việc lại bị đẩy lại cho tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa thụ lý và cuối cùng bị đình chỉ. Mãi đến cuối năm 2009 thì gia đình ông mới nhận được bản photo quyết định đình chỉ điều tra từ viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ông Hoạch cho biết là tuy có quyết định rồi nhưng phía cơ quan chức năng vẫn không tổ chức xin lỗi công khai hay là bồi thường cho gia đình ông và đình ông B mà bị cho là hết thời hiệu. Bản thân ông Hoạch đã làm đơn gửi các cơ quan tố tụng trung ương và địa phương nhưng lại bị chuyển qua chuyển lại và không được giải quyết triệt đề. Đến năm 2015, cha ông đã mất nhưng vẫn chưa nhận được bất cứ một lời xin lỗi nào. Mãi đến tháng 8 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mới cải chính và xin lỗi công khai cụ ông Phái khi ông đã ra đi gần 4 năm. Sau đó thì ông Hoạch có đơn yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa bồi thường theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Trong các lần thương lượng trước đây, ông Hoạch yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường cho cha ông hơn 4,4 tỷ đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục kiên quyết duy trì quan điểm của mình. Đề xuất bồi thường cho gia đình ông Hoạch số tiền là 474 triệu đồng, bao gồm thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất, tổn thất tinh thần từ thời điểm bắt đầu bị can đến khi được đình chỉ bị can vào năm 1984 cùng các chi phí khác. Tuy nhiên, bị đơn đã không đồng ý với đề xuất bồi thường về tổn thất tinh thần tính đến ngày nhận được bản phô tô quyết định đình chỉ bị can. Bên cạnh đó, họ cũng không chấp nhận mức bồi thường liên quan đến thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm và các chi phí chăm sóc vì họ đánh giá rằng chưa đủ căn cứ để chấp nhận. Dựa vào thông tin trong hồ sơ, thì Hội đồng xét xử đã xác định khoản thu nhập thực tế bị mất của cụ ông Phái tính từ thời điểm ông bị bắt giam oan vào tháng 12 năm 1981 đến tháng 9 năm 1984. Thời điểm có quyết định đình chỉ điều tra là hơn 133 triệu đồng. Đồng thời tổn thất về tinh thần được tính đến ngày nhận được bản photo quyết định đình chỉ bị can là gần 1,3 tỷ đồng. Và theo chi phí khác thỏa thuận giữa các bên là hơn 118 triệu đồng. Tuy nhiên đối với yêu cầu bồi thường từ gia đình ông Hoành về tổn thất sức khỏe và chi phí chăm sóc của ông phái từ khi được tha tù đến khi qua đời, toán cho rằng không có tài liệu chứng cứ nào chứng minh là ông phái bị xâm phạm về sức khỏe dẫn đến mất khả năng lao động. Hội đồng xét xử cuối cùng tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường cho những người đồng thừa kế của ông Phái hơn 1,6 tỷ đồng. Sau đó, thì cả hai bên cùng kháng cáo, Tòa Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm vẫn tuyên buộc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường số tiền trên. Trước đó, ông Trần B, sinh năm 1957, người cũng bị khởi tố và bắt giam chung cùng với cụ ông Huỳnh Chiếm Phái, đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa công khai xin lỗi vào tháng 9 năm 2019 sau 3 năm trong trại giam. Ông Trần B cho biết hàng chục năm qua, ông và vợ con rất xấu hổ, tủi nhục từ vật chất đến tinh thần mà không có gì có thể bù đắp được. Đồng thời, ông cũng mong cơ quan tố tụng xem đó là bài học để tránh những sai sót tương tự. Theo ông Trần Đình Hồng, Phó Viện Kiểm sát tỉnh Khánh Hòa khi đó khẳng định, vụ án hoan cách đây 38 năm là do thiếu sót trong quá trình thực thi pháp luật của cơ quan tố tụng. Ông Hồng còn cho biết thêm, Việc bồi thường oan sai còn vướng thời hiệu, nhưng nếu cấp trên có chỉ đạo bồi thường thì cơ quan này sẵn sàng thực hiện. Trong trường hợp không có thì mong ông B và gia đình thông cảm, vì đó là luật. Mất niềm tin vào công lý là hậu quả có thể xảy ra trong những vụ án oan, bởi hậu quả của nó để lại quá lớn với nạn nhân và gia đình họ. Những cá nhân tập thể khi bị nhận án oan luôn phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn vô cùng lớn. Ngoài việc không nhận được công bằng, họ phải chịu mất mát lớn về sức khỏe, danh dự, và thậm chí là mặc cảm tâm lý bản thân sau này Tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh Việc chống oan sai, không bỏ lọt tội phạm là chủ trương nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác nghiệp vụ Tuy nhiên trên thực tế, hai yêu cầu này có sự mâu thuẫn với nhau Đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm sẽ dễ dẫn đến oan sai Cũng vì thế vừa đấu tranh mạnh mẽ để không để lọt tội phạm vừa chống oan sai là một thách thức lớn với các cơ quan tiến hành tố tụng khi thực hiện chức năng nhiệm vụ để giảm thiểu oan sai cho người dân thì những người tham gia tố tụng cần thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục và biên, biện pháp do luật tố tụng hình sự quy định gắn chặt công tác công tố với điều tra làm tốt khâu thụ lý tin báo tố giác tội phạm để hạn chế oan sai lọt tội phạm ngay từ đầu mặt khác người tham gia tố tụng cần xác minh điều tra thu thập chứng cứ theo cả hai hướng buộc tội và gỡ tội yêu cầu nắm chắc và áp dụng những nội dung nguyên tắc suy đoán vô tội, bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội trong trọng chứng hơn trọng cung, án tại hồ sơ không được suy diễn, chứng cứ đến đâu xử lý đến đó không hình sự hóa các quan hệ dân sự kinh tế và bảo đảm đúng pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng tăng cường thanh tra nghiệp vụ để phát hiện oan sai và bỏ lọt tội phạm để ngăn chặn kịp thời. Thêm vào đó, để hạn chế oan sai và bỏ lọt tội phạm thì mỗi cá nhân tham gia tố tụng cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị nêu cao trách nhiệm nếu để xảy ra trường hợp oan sai. Tất cả những giải pháp này nhằm tạo một môi trường minh bạch, công bằng trong đấu tranh và xử lý tội phạm, khơi mạch niềm tin của nhân dân vào nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Công an tỉnh Bình Thuận vừa báo cáo nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy hơn 200 xe tăng vật vi phạm hành chính tại trụ sở công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Theo đó, một chiến sĩ công an nghĩa vụ khi đang làm nhiệm vụ thì đã ném điếu thuốc vừa hút xong, gió thổi tàn bay ngược vào đúng vị trí đang hút và dẫn tới vụ cháy này. Cụ thể theo công an tỉnh Bình Thuận, trước khi xảy ra vụ cháy, lực lượng công an huyện Tánh Linh vừa đưa xe máy vi phạm về nhà tạm giữ, một cán bộ thực hiện việc hút xăng ra để đưa vào bảo quản theo quy trình. Sau đó, một chiến sĩ công an nghĩa vụ đang làm nhiệm vụ tại công an huyện Tánh Linh ăn cơm về đã ném điếu thuốc vừa hút xong. Gió thổi tàn bay ngược vào đúng vị trí đang hút xăng và dẫn tới vụ cháy. Qua đánh giá sơ bộ, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng chỉ tính riêng xe máy, chưa kể một loạt công trình phụ cận hư hại. Ngoài ra, đường dây điện truyền tải thông tin phía trên cũng bị cháy. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo công an huyện Tánh Linh thực hiện việc bồi thường dân sự cho người có phương tiện vi phạm bị cháy theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng xem xét các yếu tố để xử lý theo thủ tục tố tụng.